Những thông tin nóng liên quan đến tình hình bệnh sốt xuất số huyết đang gia tăng tại các tỉnh thành khu vực phía Nam. Thưa quý vị, những ngày qua số ca mắc sốt xuất số huyết nhập diện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục gia tăng, khiến các bệnh viện bắt đầu quá tải. Để hạn chế, các bệnh viện tuyến cuối cần tăng cường tập quấn, hỗ trợ chuyên môn để nâng cao năng lực điều trị cho tuyến dưới, hạn chế tình trạng chuyển tuyến. Ngoài ra, các bệnh viện cũng cần tổ chức họp phân tích tất cả các ca tử vong do số xuất huyết để từ đó rút kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh nặng, giảm thiểu nguy cơ tử vong. Với tình trạng một số loại thuốc sử dụng trong điều trị số xuất huyết bị thiếu, Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế cần linh động tìm kiếm nguồn thuốc thay thế, sử dụng phát đồ thay thế nhưng hiệu quả để đảm bảo việc cứu chữa cho người bệnh. Thưa quý vị, đến nay khu vực phía Nam đã có hơn 56.000 trường hợp nhập viện do sốt xuất số huyết, trong đó số ca nặng chiếm gần 3%, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 10 ca tử vong cao nhất cả nước, trong khi đó tình trạng quá tải các bệnh viện, các tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu thốn vật tư y tế và thuốc điều trị đang là nỗi lo ngại hàng đầu ở thời điểm này. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất số huyết cho bệnh nhi, nhưng chỉ có một bệnh viện tiếp nhận cả người lớn và trẻ em là bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Hiện số bệnh nhân đang tăng gấp 4 lần. Các khoa dành cho bệnh nhân xuất xuất huyết nặng đều đang quá tải. Chưa kể các bệnh viện đều đang thiếu máu và các chế phẩm về máu. Bệnh viện Nhi Đồng 1, một, một trong bốn bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhi xuất xuất huyết, hiện đang có nguy cơ thiếu thuốc, đặc biệt là thuốc vận mạch dopamine dùng trong điều trị xuất xuất huyết. Hiện bệnh viện đang phải thay thế bằng adrenaline và các thuốc kết hợp khác. Bộ Y tế cũng đã cho phép các bệnh viện tìm và thay thế bằng các loại thuốc điều trị có khả năng điều trị sốt xuất huyết tương ứng. Cục quản lý khám chữa bệnh cũng bổ sung phát đồ chẩn đoán và xử lý cho bà mẹ mắc sốt xuất huyết và trong trường hợp đồng nhiễm COVID-19. Cục quản lý dược tăng cường tiền kiếm thuốc, vật tư y tế và khẩn trương quyết liệt cấp phép các thuốc, chất dịch, đảm bảo thời gian và làm đúng thủ tục.